chỉ có năm, lúc nào rỗi thì làm. Đặc điểm của nghề truyền thống bây giờ được làm thì chỉ toàn là vào lúc nông nhàn thì họ mới làm. Để cho mày trông mày làm được luôn. Tạp phẩm của ba đấy. Bài này con mày thái ở bữa lò chèm hết.